khớp hông, bộ phận nâng đỡ cơ thể tuyệt vời. Hệ thống cảm biến thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, robot đang ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Chúng hỗ trợ con người trong rất nhiều nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, chẳng hạn như công tác cứu hộ. Khi xảy ra các sự cố như thảm họa thiên nhiên hay các vụ cháy lớn, thì nhân viên cứu hộ thường phải mạo hiểm tính mạng của mình để cứu giúp nạn nhân. Nhưng giờ đây, họ đã có sự trợ giúp của robot và một số thiết bị hiện đại khác. Sau mỗi một tai nạn công nghiệp hay thảm họa thiên nhiên, thông tin chính xác về những gì vừa xảy ra đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và robot có thể là công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong việc thu thập thông tin. Tại một trung tâm huấn luyện lính cứu hộ ở miền trung Italia, robot mặt đất và thiết bị bay không người lái đang được sử dụng để tạo ra bản đồ kỹ thuật số 3D của khu vực xảy ra thảm họa. Kỹ sư Reno Dube sẽ cho chúng ta biết thêm. Trên robot có một cảm biến laser đo khoảng cách trên bản đồ 2D. Xoay cảm biến này sẽ cho phép thiết bị có thêm một chiều kích thước nữa để tạo ra bản đồ 3D. Chúng tôi thường sử dụng 2 đến 3 robot có gắn những cảm biến như vậy. Mục tiêu là thu thập được toàn bộ các thông số, giúp chúng tôi nắm được tình hình tổng quan của môi trường. Mục tiêu cuối cùng của việc thu thập thông tin là để đánh giá các rủi ro tốt hơn và bảo vệ tính mạng của đội ngũ cứu hộ. Trong dự án này, các chuyên gia về lĩnh vực robot hợp tác chặt chẽ với những nhân viên cứu hộ như Emmanuel Ghisi. Những thông tin được thu thập này rất có ích cho chúng tôi trong bước đầu của nhiệm vụ giải cứu. Nếu chúng tôi tới hiện trường vào ban đêm hoặc khi trời đang mưa, các thông tin này cho phép chúng tôi lên kế hoạch hành động tốt hơn và đảm bảo đội cứu hộ sẽ được an toàn. Những cảm biến khác nhau có thể được gắn vào robot tùy vào tình hình thực tế, chẳng hạn như để đo nồng độ khí ga hoặc phóng xạ. Một số robot còn có cánh tay khớp nối. Thách thức đối với các nhà nghiên cứu là tạo ra giao diện tương tác giữa con người và máy móc. Ngày nay, robot gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi. Điều mà chúng chưa làm được là hợp tác chặt chẽ với con người và các robot khác. Đó là một trong những chủ đề lớn cần được nghiên cứu kỹ càng. Robot cần làm gì để có thể làm việc trong đội ngũ, bao gồm cả con người và robot? Một trận động đất lớn xảy ra ở Italia vào năm 2016 đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học thử nghiệm những máy móc của mình, dù chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Chính quyền đã yêu cầu kỹ sư máy tính Luigi Freda sử dụng robot để đánh giá thiệt hại đối với hai nhà thờ sắp sụp đổ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì cả hai nhà thờ đều đang trong tình trạng rất tệ, tới mức lính cứu hộ không thể vào được bên trong để phân tích tình hình chi tiết. Đầu tiên, một robot đi vào để xem xét phía sau của nhà thờ. Sau đó, chúng tôi cho một robot khác vào để đánh giá phía trước. Chúng tôi đưa cả một thiết bị bay vào bên trong và có thể quay lại toàn bộ bên trong nhà thờ. Điều đó cho phép chúng tôi dựng một mô hình 3D. Những mô hình như vậy không chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ an toàn của một công trình, chúng còn có tác dụng rất lớn trong công tác khôi phục sau này. Chúng tôi thấy ứng dụng như vậy là hoàn toàn khả thi, thậm chí ngay cả với những công cụ nghiên cứu chúng tôi có hiện nay. Hy vọng chúng tôi sẽ có thể tạo ra một đội phản ứng nhanh trước thảm họa có sự hỗ trợ của robot ở châu Âu. Đây là một dự án có sự hợp tác giữa đội ngũ cứu hộ và các nhà khoa học, để cùng tạo ra công cụ có thể cứu sống nhiều sinh mạng khi thảm họa bất ngờ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, sự ấm lên toàn cầu khiến băng ở hai cực của trái đất đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Lượng nước ngọt gia tăng gây ảnh hưởng lớn đến các dòng thủy triều quan trọng như dòng hải lưu ở vịnh Gulf Stream, một nhân tố quyết định đối với hệ sinh thái và khí hậu ở khu vực này. Vậy cụ thể, đó là những ảnh hưởng gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Biến đổi khí hậu đang khiến các trỏm băng ở hai cực tan chảy với tốc độ đáng báo động. Lượng nước ngọt chúng tạo ra có tác động lớn tới các dòng hải lưu trên biển. Nhiều nhà nghiên cứu hiện lo ngại rằng
Điều này có thể làm chậm dòng hải lưu Gulf Stream, hay còn gọi là dòng nước ấm ở Đại Tây Dương. Nếu dòng hải lưu quan trọng này đạt tới cực điểm, nó có thể tạo ra nhiều hệ quả rộng khắp. Ví dụ, nền nhiệt độ ở châu Âu sẽ giảm mạnh. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Đại Dương của Đức đang thực hiện chuyến đi tới bờ biển Nam Phi. Tại đây, họ có thể quan sát những tác động đang có ảnh hưởng dài hạn tới dòng chảy của các dòng hải lưu chính trên đại dương. Dựa trên dữ liệu do các đồng nghiệp thu thập được ở Nam Bán Cầu, nhà hải dương học Al Biastot dựng lên một chương trình mô phỏng. Mô hình này tiết lộ một số cấu trúc bất ngờ dưới nước. Các xoáy nước có đường kính lên tới 100 km đang đẩy một lượng nước khổng lồ di chuyển qua mũi hào vọng. Điều đó tác động tới hoạt động của dòng nước ấm ở Đại Tây Dương. Các tính toán của Biastot cho thấy trong dòng hải lưu ấm Aguja, số lượng và kích thước những xoáy nước đang tăng lên. Biến đổi khí hậu cũng đang gây ra gió lớn hơn ở mũi hào vọng. Chúng còn đẩy dòng nước ấm và mặn hơn từ Ấn Độ Dương vào phía nam của Đại Tây Dương. Lượng nước này rất lớn. Lượng nước đã tăng 20-30% chỉ trong vài thập kỷ. Liệu những xoáy nước này có làm ổn định dòng nước ấm ở Đại Tây Dương hay không? Nước từ Ấn Độ Dương mạnh hơn nước ở khu vực này của Đại Tây Dương rất nhiều, và chúng có thể chảy tới dòng nước ấm ở Đại Tây Dương. Đây là câu hỏi mang tính chất quyết định. Có bao nhiêu xoáy nước có thể đi từ Ấn Độ Dương tới Đại Tây Dương, và chúng đã mang theo bao nhiêu nhiệt và muối? Nếu lượng muối này được chuyển tới phía Bắc, nó có thể giúp ổn định dòng nước ấm ở Đại Tây Dương. Độ mặn đóng vai trò then chốt trong hệ thống này. Thông qua một thí nghiệm đơn giản, các học sinh tới thăm viện nghiên cứu có thể hiểu rằng độ mặn có thể có tác dụng ổn định dòng hải lưu như thế nào. Nước mặn nhuộm màu vàng được đổ vào một bình chứa. Trong mô hình này, nó tượng trưng cho nước biển lạnh ở Bắc Đại Tây Dương. Sau đó học sinh thêm nước màu đỏ vào, mỗi lần vài giọt. Nước màu đỏ mặn hơn nước màu vàng. Nó tượng trưng cho dòng nước chảy lên từ phía nam qua mũi hào vọng. Do ấm hơn và mặn hơn, nước màu đỏ nhẹ hơn nổi lên phía trên. Điều đó tạo ra các phân nhánh phức tạp cho Đại Tây Dương. Ở Bắc Đại Tây Dương, như chúng ta mô phỏng ở đây, đang diễn ra hiện tượng này. Gió lạnh làm giảm nhiệt độ nước trên bề mặt. Nước càng lạnh thì càng nặng. Tới một thời điểm nào đó, bắt đầu chìm xuống dưới. Hãy minh họa bằng số đá chúng ta có ở đây. Đây chỉ là một túi đá bình thường, có thể mua ở siêu thị. Các em phải giữ một lúc sao cho nó chỉ làm lạnh lớp nước màu đỏ. Các em không được làm lạnh lớp nước màu vàng. Hãy ép túi đá vào thành bên cạnh. Các em sẽ thấy chỉ trong chốc lát, nước màu đỏ dần nặng hơn, nó bị nhiễu loạn và từng chút một chìm xuống dưới. Nước màu đỏ chìm xuống vì nó chứa nhiều muối hơn và đặc hơn. Trong lúc chìm, nó kéo theo nhiều nước màu đỏ từ bề mặt xuống. Hiệu ứng này là một trong những nhân tố làm nền tảng cho dòng nước ấm ở Đại Tây Dương. Dòng nước ấm càng thu thêm nhiều muối, nước càng nặng và hiệu ứng bơm muối càng rõ rệt. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể chắc chắn rằng liệu hiệu ứng đối trọng này có đủ lớn để bù đắp cho lượng nước ngọt chảy vào các đại dương từ hai cực hay không. Chúng tôi muốn biết có bao nhiêu muối trong dòng hải lưu Aguja thực sự lên được tới phía Bắc. Ở giữa có khu vực nhiệt đới và nhiều thứ khác có thể chặn dòng hải lưu này. Và dĩ nhiên, yếu tố khó đoán biết hơn nhiều là lượng nước ngọt tan ra từ dải băng Greenland. Hiện lượng nước ngọt này chưa đủ lớn để làm mất ổn định dòng nước ấm của Đại Tây Dương. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sẽ còn có nhiều thay đổi khác diễn ra. Lượng nước ngọt từ hai đầu cực tăng lên, các xoáy nước nhiều muối di chuyển vào Đại Tây Dương qua mũi phía nam của châu Phi. Liệu chúng có tác dụng triệt tiêu lẫn nhau không? Dòng nước ấm của Đại Tây Dương có tồn tại được hay không?
biến đổi khí hậu không chỉ khiến băng ở hai cực của trái đất tan nhanh, mà nó còn khiến cho thời tiết trở nên cực đoan hơn. Nhiều nơi trên thế giới trở nên khô nóng hơn, trong khi nhiều nơi khác lại xảy ra tình trạng lũ lụt triền miên. Vậy các nhà khoa học đã có những nghiên cứu gì để giúp mọi người đối phó và thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu? Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong phóng sự ngay sau đây. Trong vài thập kỷ vừa qua, lòng sông trên đảo Sip đã ngày càng trở nên khô hạn, làm gia tăng hiện tượng xói mòn ở những khu vực lân cận. Vì thế, các chuyên gia đã xây dựng một con đập để kiểm tra. Nhà thủy văn học Adriana hy vọng khi trời mưa, con đập sẽ làm chậm dòng nước để nó có thêm thời gian thấm sâu vào lớp đất khô cằn. Những cư dân ở đây sống dựa vào nguồn nước ngầm để sử dụng trong các hộ gia đình, để tưới tiêu và để phục vụ các nhu cầu khác. Do biến đổi khí hậu, lượng nước chảy vào sông sẽ ngày càng ít đi. Vì thế, chúng tôi muốn biết ở đây có thể tích trữ bao nhiêu nước. Ở những nơi khô hạn như thế này, một lượng lớn nước mưa bị bốc hơi trước cả khi xuống đến tầng ngậm nước dưới lòng đất. Các nhà nghiên cứu như Corrado Camara thường xuyên lấy mẫu đất để xem nước sông có thể đi qua các lớp trầm tích nhanh như thế nào. Bên trong ống hình trụ này, chúng tôi có một lượng đất nhất định. Nếu chúng tôi làm khô kiệt mẫu đất và tiến hành cân, chúng tôi có thể xác định được tỉ trọng của đất. Và các nhà nghiên cứu đang tiến hành nhiều biện pháp khác để có được cái nhìn tổng quan hơn về chu kỳ của nước trên hòn đảo này. Ví dụ như tác động của cây cối tới chu kỳ của nước. Tán cây rừng sẽ giữ lại nước mưa và lượng nước này bốc hơi trước khi xuống đến mặt đất bên dưới. Trong khi đó, bộ rễ của cây lại bơm nước từ đất tới lá cây. Chuyên gia thủy văn sinh thái Marinos đang đo lường lượng nước tại đây. Cảm biến này có 3 đầu cắm, cho phép nó đánh giá tốc độ nước di chuyển lên qua thân cây. Như vậy, chúng ta sẽ biết cây đang hấp thu bao nhiêu nước ngầm. Nghiên cứu này đang giúp các nông dân trên đảo Sip thích ứng với sự khan hiếm nước, chẳng hạn như trồng các loại cây có khả năng chịu hạn tốt hơn. Tại Đức, tình hình khác rất nhiều. Ở vùng này có khoảng 1 triệu người đang sống dựa vào hệ thống các hồ chứa nước. Mực nước trong các hồ chứa nước này từng duy trì tương đối ổn định, nhưng trong vài năm vừa qua, chúng đã tăng giảm thất thường do thời tiết ngày càng cực đoan. Những thành phố lân cận có thể tiếp tục trông cậy vào một nguồn nước ổn định hay không? Vào mùa đông, đôi lúc có ít mưa hơn. Các cơn lũ mùa đông thường tới vào khoảng từ tháng 11 tới tháng 2. Giờ chúng tới muộn hơn, ví dụ như tầm tháng 3, và số trận mưa lớn gây lũ quét vào mùa hè tăng lên. Vì thế, chúng tôi không có đủ nước khi chúng tôi cần. Điều này ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt, gây ra lũ lụt nhiều hơn. Các dự án do EU tài trợ đang nghiên cứu tình hình điều kiện tại 6 quốc gia. Điều phối viên dự án Rafael hy vọng có được dự báo chi tiết về tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống nước ở châu Âu. Nghiên cứu này sẽ giúp chúng tôi dự đoán tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường, xem liệu có bao gồm hiện tượng lũ lụt và hạn hán hay không. Sau đó, chúng tôi sẽ có thể hành động dựa vào đó, điều chỉnh các giải pháp cơ sở hạ tầng và nâng cao nhận thức về môi trường của người dân. Cơ thể con người là một cỗ máy kỳ diệu của tạo hóa, trong đó khớp hông là bộ phận vô cùng quan trọng, có khả năng chịu được trọng lực rất lớn, thậm chí gấp 9 lần trọng lượng cơ thể. Vậy khớp hông có đặc điểm như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Sau đầu gối, hông là phần khớp nối lớn thứ hai trong cơ thể con người. Ở trẻ nhỏ, hông vẫn chủ yếu được cấu tạo từ sụn. Đầu trên của xương đùi được gọi là chòm xương đùi, khớp với ổ cối, tức phần hõm vào trong khớp hông. Cơ và gân giữ cho các xương ở đúng vị trí. Bắt đầu tháng thứ 3, hông của trẻ bắt đầu chuyển hóa thành xương, được gọi là cốt hóa. Sự phát triển của hông trong tương lai sẽ có tác động lớn tới việc định tuyến bàn chân. Quan sát từ phía trên, trong năm đầu đời của trẻ, chòm xương đùi phát triển nhanh về phía trước, sau đó mở dần về phía sau, khi
khiến cho bàn chân chuyển từ hướng vào phía trong sang hướng ra ngoài. Quá trình này thường hoàn thành khi trẻ tới khoảng 12 tuổi. Tuy nhiên, khớp hông chỉ cốt hóa hoàn toàn ở người trưởng thành. Nhiều người có thể bất ngờ khi biết rằng cấu trúc hông giữa nam và nữ gần như không có sự khác biệt về mặt giải phẫu. Tuy nhiên, xương chậu lại không giống như vậy. Đai chậu của nam nhỏ hơn đai chậu của nữ. Ở phụ nữ, cấu trúc đai chậu rộng hơn để trẻ có thể chui qua trong khi sinh nở. Tuy nhiên, hông ở cả hai giới còn có một điểm chung khác. Trong suốt cuộc đời, hông phải đáp ứng rất nhiều nhu cầu. Chuyên gia về cơ sinh học Philip Dam đã quan sát xem khớp hông phải chịu trung bình bao nhiêu áp lực mỗi ngày. Anh hiện đang làm việc tại bệnh viện Charité ở Berlin. Đối tượng thử nghiệm của anh là các tình nguyện viên cần lắp khớp hông giả. Họ được lắp hông giả với nhiều chức năng hơn. Bệnh nhân này có một khớp hông giả, tức là chúng tôi có thể dùng khớp hông giả đó để trực tiếp đo các lực bên trong cơ thể của cô ấy. Mặt cắt của một khớp hông giả trông như thế này. Chúng tôi đã thay đổi trục trong cổ xương đùi để nó có thể phù hợp với thiết bị điện tử bên trong. Chúng cho phép chúng tôi đo lường các biến dạng nhỏ xảy ra khi phần hông giả chịu áp lực và trực tiếp đo những lực ảnh hưởng tới phần hông giả. Những lực tương tự cũng tác động tới khớp hông bình thường. Và các lực này lớn hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Khi ngồi xuống, hông chịu một chút áp lực. Khi đó, nó mới chỉ nâng đỡ khoảng 60% trọng lượng cơ thể. Tư thế đứng cho ta một giá trị tham số khác, 100% trọng lượng cơ thể. Nhưng khi bạn bắt đầu đi, các lực tác động của cơ thể lên phần hông tăng gấp 3 lần. Chúng ta đang nói tới quá trình vận động. Có một số yếu tố ảnh hưởng tới áp lực lên khớp hông. Một là trọng lượng của cơ thể. Ngoài ra còn có tình trạng của cơ liên kết hông và giúp bệnh nhân tiến về phía trước. Chúng cũng có tác động lên khớp hông. Tiếp đến là sự tăng tốc, vì vận tốc của cơ thể trong khi di chuyển luôn thay đổi. Cả ba yếu tố này tạo ra áp lực rất lớn lên hông, ngay cả khi bạn chỉ đi bộ. Lực tác động còn lớn hơn khi bạn chạy bộ. Hông phải chịu các lực lớn gấp 4 đến 6 lần trọng lượng cơ thể, tùy vào tốc độ chạy của bạn, và áp lực gia tăng hơn trong một số hoạt động khác. Nếu quan sát toàn bộ bệnh nhân, bạn sẽ thấy áp lực lên hông lớn nhất khi bạn bị vấp ngã. Khi đó, các lực tác động đột nhiên tăng lên gấp 9 lần trọng lượng cơ thể. Hông con người là một phép màu của sự tiến hóa. Nó có thể chịu được áp lực lớn đến không ngờ. Vì thế, hông hiếm khi cần phải được thay thế. Ngày nay, tình trạng ô nhiễm không chỉ xảy ra trên đất liền, mà nó còn lan ra cả nhiều vùng biển trên thế giới, làm đảo lộn hệ sinh thái ở những nơi này. Để xác định mức độ ô nhiễm, giờ đây các nhà khoa học đã phát triển những thiết bị cảm biến vô cùng nhỏ gọn, có thể phát hiện ra tình trạng ô nhiễm một cách chính xác và nhanh chóng. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về hệ thống cảm biến hết sức tinh vi này. Ở miền Nam nước Anh, các nhà nghiên cứu đang kiểm tra một phòng thí nghiệm thu nhỏ mới. Rất nhiều chất gây ô nhiễm từ cả thành thị và nông thôn đổ ra các đại dương trên trái đất. Tuy nhiên, nồng độ oxit nitơ có thể thay đổi tùy theo các thời điểm khác nhau trong ngày. Những phòng thí nghiệm trên đất liền chỉ có thể đo các thay đổi ấy một cách tương đối. Theo chuyên gia về cảm biến Alex Beaton, giải pháp tốt nhất là đem phòng thí nghiệm xuống đáy biển sâu.
Thay vì lấy mẫu vật và phân tích trong phòng thí nghiệm, chúng tôi có thể để cảm biến thực hiện việc này tại chỗ trong những khoảng thời gian dài. Cảm biến có thể thực hiện đo lường 15 phút một lần, thu thập được nhiều bộ dữ liệu, cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu có độ phân giải rất cao để biết được những xu hướng môi trường khó nhận biết hiện nay so với việc nếu chỉ lấy mẫu vật phân tích theo định kỳ. Đó là lúc một thiết bị có tên gọi phòng thí nghiệm vi mạch xuất hiện. Hệ thống nhỏ gọn và không tốn kém này tích hợp nhiều tính năng và thông số đo lường khác nhau và có khả năng tự tiến hành kiểm tra. Theo chuyên gia hóa học biển Doug Connelly, bằng thiết bị này, ngay cả những người không chuyên cũng có thể kiểm soát chất lượng nước dù là ở các cơ sở xử lý nước thải hay ở bến cảng hoặc ngoài khơi. Chúng tôi chế tạo riêng biệt các cảm biến rồi kết hợp chúng với nhau. Chúng tôi muốn tạo ra một cảm biến đa thông số để có thể nghiên cứu cùng lúc mức độ dưỡng chất, nhiệt độ, độ pH và độ mặn của nước, cho phép chúng tôi có cái nhìn toàn diện hơn về những gì đang diễn ra trong môi trường. Phòng thí nghiệm vi mạch được gắn trên một miếng nhựa có một hệ thống rãnh phức tạp chứa thuốc thử. Các cảm biến quang học được thêm vào để phát hiện ra bất cứ sự thay đổi màu sắc nào cho thấy có các chất gây ô nhiễm xuất hiện trong nước. Tất cả hóa chất đều được bảo quản an toàn bên trong thiết bị. Hệ thống này được thiết kế để có thể xuống tới đáy đại dương. Chúng tôi thả chúng ở độ sâu khoảng 5.000 mét. Sau đó chúng có thể đi xuống tới độ sâu 6.000 mét. Và chúng tôi đã thử nghiệm chúng trong phòng thí nghiệm giả lập với áp suất ở độ sâu 6.000 mét. Các nhà nghiên cứu đang làm việc với nhiều công ty để tối ưu hóa các cảm biến. Công ty của John Attridge chế tạo một thiết bị để đo lượng hydrocarbon trong nước bằng những phân tử hữu cơ huỳnh quang. Một trong những mục tiêu của dự án là kết hợp thật nhiều cảm biến trong một thiết kế duy nhất, có khả năng thực hiện tất cả các ứng dụng và dễ dàng quản lý khi sản xuất. Công ty tại thành phố Aarhus của Đan Mạch sản xuất những vi cảm biến cực kỳ chính xác được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới sử dụng. Mỗi một cảm biến được chế tạo bằng tay từ một ống thủy tinh nhỏ. Một đầu ống thủy tinh không được phép quá rộng vài micromet. Chuyên viên phòng thí nghiệm Ramos cần có một đôi tay vững vàng và lòng kiên nhẫn. Tôi có thể làm ra khoảng 20 vi cảm biến tiêu chuẩn mỗi tuần. Cảm biến oxy chính là cảm biến tiêu chuẩn và dễ làm nhất. Bên trong, các phân tử oxy đi qua một lớp màng đặt phía trên một đầu ống và tương tác với một dây bạch kim mỏng. Quá trình đó tạo ra một điện áp yếu, có thể đo được. Các vi cảm biến như thế này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu đối với nhiều ứng dụng công nghiệp có thể rất lớn. Một ví dụ điển hình là cảm biến nitơ oxit, có thể kiểm soát lượng nitơ oxit được hấp thụ từ việc xử lý nước thải. Nó vẫn dựa trên cùng nguyên lý và có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, cảm biến này có thể được chế tạo bền hơn để đặt được trong nhà máy xử lý nước thải. Và thị trường này rất rộng lớn. Để đáp ứng nhu cầu này, các nhà phát triển đang nghiên cứu các phương thức sản xuất hàng loạt mới để thay thế thủy tinh bằng nhựa. Điều này sẽ tăng tuổi thọ của vi cảm biến, giúp chúng có độ bền cao hơn và một ngày nào đó sẽ có giá cả phải chăng hơn. Khi chúng tôi so sánh hai cảm biến ở đây, chúng có cùng kích thước màng và số phân tử đi qua màng tương đương, nhưng được chế tạo theo cách khác nhau, chủ yếu là để có được độ bền lớn hơn. Dĩ nhiên, chúng tôi có thể sản xuất cảm biến này ở một mức giá khác so với cảm biến bằng thủy tinh, vì cảm biến thủy tinh phải làm thủ công. Và công nghệ đằng sau các phòng thí nghiệm siêu nhỏ có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc bảo vệ môi trường tới y tế và sản xuất hóa chất. Cảm biến nhỏ nhưng có tác dụng lớn. Hy vọng rằng những thiết bị cảm biến hiện đại như vừa rồi sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống để mang đến những lợi ích to lớn hơn cho con người. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chân trời khoa học ngày hôm nay. Hy vọng quý vị và các bạn đã có được những thông tin thú vị và bổ ích.
Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.